hai chồng bả mạnh á thì hai chồng bán á thì cũng kiếm được 200 mấy phải không? Nhưng mà bây giờ thì bả ngã xuống bả đau rồi thì mình có một mình nên mình có 100 mấy à. Mà ngặt con cái là giấy số bây giờ nó không cho trả. Liệu sức, liệu cơm gấp mắm, mình bán bao nhiêu đó bán cho hết thôi chứ không có lấy nhựa. Con thấy ổng họ hàng, ổng thân thuộc không có ai hết. Đó tiền nhà trọ nó nằm thì lâu nó khổ vậy. Ông Năm quê ở Sóc Trăng, còn bà ở thành phố Hồ Chí Minh. Duyên vợ chồng níu hai con người xa quê nương tựa nhau hơn 40 năm trên mảnh đất Hậu Giang. Không con cái, không nhà cửa, ông bà thuê nhà trọ để ở và sống bằng nghề bán kim chỉ. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, đâu ngờ bà Năm trong một lần đi bán đã bị xe tông trúng chân. Mất khoảng thời gian điều trị, sức khỏe bà dần ổn rồi theo ông chuyển nghề bán vé số mưu sinh. Gia đình tôi có hai chồng già không có con cái gì hết rồi á, là một. Hai nữa là sống dưới này là sống với người xa hương xứ lạ không à, chứ không có anh em, không có dòng họ ai hết. Thì giờ coi như là mình cũng phải gắn cái sao giờ. Trường hợp của mình liệu cơm gấp mắm mà. Ví dụ ngày xưa hai chồng đi bán được á thì ăn uống nó thoải mái chút xíu, còn nếu không được á mình ăn uống cực khổ lần chút thì cái buồn đó là đâu có ai mà không buồn được. Tôi nói thẳng với hai chú rằng là nói không phải nói nha, vợ tôi mà lỡ mà bả gãy đổ cái rồi đó là tôi không biết tôi trôi giặt về cái đâu. Nói thiệt. Hai mái đầu điểm sương dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn lạc quan đối mặt. Cách đây hơn năm, ông Năm nhận tin mình bị sỏi thận phải phẫu thuật. Nghĩ gia đình không tiền bạc, ông bỏ quên nỗi đau bệnh tật để tiếp tục mưu sinh. Đâu ngờ sóng gió cứ ập tới khi bà bị cơn tai biến. Ông thương bà, bà thương ông. Nằm viện chừng 10 ngày, bà xin về vì sợ chi phí và sợ ông cực công chăm sóc cho mình lại phải nghỉ bán vé số. Bệnh tật khiến người ta buồn năm, nhưng gấp đôi hơn nỗi buồn ấy lại là nỗi sợ cơm áo gạo tiền. Hai vợ chồng thì hai cái đứa này thì đứa kia lo, đứa kia nọ đứa nọ lo, thấy suốt cái ông ở dưới riết mà dòm thấy ông là không có hình dung ông nữa. Ông không ăn uống, ông lo, ông chạy không mà cho đừng có nói tới bà buồn không còn chỗ nào để kể cho em hết. Rồi cái ông về nói cho ông đuối quá, nghỉ vài bữa ông nói nghỉ thì khổ tới đóng tiền nhà nữa nè. Ông đi bán này được 2-3 ngày đó mà ông đi rồi lát ông còn phải đi bán vậy chứ lát phải chạy về coi nhà sao. Rồi hai vợ chồng bán số rồi sống qua ngày cũng được, mà thấy ở nhà trọ cũng vất vả lắm, nắng thì còn được chứ mưa thì thiếu tiền nhà trọ liền xì, có nhiều lúc phải mượn tiền của thầu số nữa. Thì coi như lúc đó là đâu có đi bán được đâu, ở dưới bệnh viện túc trực luôn à, vô nước biển nè, rồi chích thuốc nè, rồi vô nước biển rồi chích thuốc nữa nè. Mình đâu có thân nhân gì, đâu có con cái gì. 4 lần mổ rồi mà đâu có nuôi được đứa con nào. Thì đương nhiên là phải buồn. Nhưng mà buồn trong thâm tâm mình thôi chứ mình đâu có dám nói ra. Tôi giờ tôi nói thiệt với chú là tôi mong muốn sao mà cho được tôi có một miếng đất nhỏ nhỏ che cái chòi hai chồng tôi ở, nó nhẹ tiền nhà trọ, nó nhẹ tiền lo cái kia. Trời, bà muốn sao mà cho bà trị cho bà khỏe, rồi bà đi buôn bán tiếp với ông để lo vợ chồng lo với nhau chứ một mình ông rồi mai mốt mưa nữa thì không biết sao mà nổi. Thương ông bà Năm vé số, nhiều người ủng hộ mua giúp tờ giấy cầu may, cứ hôm nào bán hết chắc bẩm ông có hơn 100.000 lời đắp đổi qua ngày. Nhiều đó với nhiều người không là gì, nhưng đối với ông là cả một mong ước. Tranh thủ trên đường bán vé số, ông kiếm thêm ít ve chai
để có thêm chút ít tiền. Những buổi chiều lộng gió, hình ảnh người đàn ông lớn tuổi lầm lũi dưới dòng người khiến người ta không khỏi xót lòng. Đâu ai hiểu rằng khó khăn, nhọc nhằn đến mức nào ông Năm vẫn có thể chịu đựng. Chỉ mong sức khỏe của bà, của ông được ổn định, để ông bà bên cạnh nhau, để không chùng chân mỏi gối trên chặng dài của đời người.